Em tên là Hàm Yên. Hàm Yên. Trời ơi. Sao em cười. Tên của chị hả? Tên của chị không có liên quan gì tới ngành da hết, nhưng mà nó liên quan tới bộ phim Sớm Vắng của năm hồi xưa. Lúc đó ba mẹ đang mang bầu á, thì ba coi phim đó xong ba thích cái nhân vật đó, nhân vật Lưu Tiết Hoa trong Gia Trương Hàm Yên. Thì là vô tình nhà họ Trương gốc Hoa mà, nên là ba nhất quyết đặt tên đó. Xong rồi ở nhà không ai chịu, ba cuốn đồ đi luôn. Cuốn đồ đi luôn. Đã làm gì đâu. Cho đến khi nào chịu làm tên đó trong giấy khai sinh thì ba mới về. Cái dòng đồ da, những cái dòng da đặc biệt không phải trong nước, thì bên em chuyên sản xuất những cái gì mà đặc biệt nhất về da. Cái hộp đựng xì gà bằng gỗ, những cái bao vê tu, dây đồng hồ mà theo những cái đồng hồ rất là đắt tiền nhưng mà không thể nào mua dây được nữa vì nó không có sản xuất nữa. Những cái gì đó trong xe hơi bằng da, vô lăng xe, hoặc là cái hai cái bên này kêu bằng gì em quên nè. À, tới khúc này cắt nha, rồi. Năm 2013-14 gì á, em học theo giờ ở một cái workshop ở quận 1. Trước khi em làm đồ da thì em cũng có làm một cái ngành liên quan về da, là em làm trong một cái kho da của một công ty lớn, công ty Đài Loan. Thì sau khi em làm ở đó 3 năm á, thì trong 3 năm đó em liên tục làm nhiều chức vụ khác nhau trong bộ phận của phòng mẫu. Thì sau đó mình ngủ thì ngủ trong kho, nên lúc nào nghe cái mùi da cũng rất là thích. Thế là qua Sài Gòn, sau khi 3 năm mình thôi việc ở đó thì qua Sài Gòn, thì mình thấy có một cái nghề này rất là hay, theo luôn tới bây giờ là khoảng hơn 12 năm. Thì em có làm Hùng làm chung với một cái người Anh. Sau đó em làm tầm 2 năm á, thì em ra mở làm riêng từ một cái nơi làm rất là nhỏ, chỉ có cái bàn thôi với lại mấy miếng gia dụng thôi. Thì sau đó may mắn là có rất là nhiều khách, người quen giới thiệu làm những cái món đơn giản nhất, giống như bao chìa khóa rồi bao vê tu. Từ từ sau đó thì nâng cấp lên cho tới hiện tại thì hầu như là mẫu nào cũng làm được hết. Chất liệu ở đây thì nhập từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, nhưng trong nước là có nghĩa là bên thứ ba, có một bên công ty bên thứ ba nhập từ Pháp hoặc là từ Xin về, sau đó là mình mua lại từ công ty thứ ba đó. Hồi trước thì bạn chỉ có mua một cái chiếc xe, một người bạn mua một cái chiếc xe mẹ, sau đó là đưa cho chị bọc cái đó là cách đây khoảng 10 năm, chắc 10 năm, 7-10 năm vậy, chị không nhớ chính xác cái năm nha. Thì anh đó mua xe về là đưa chị làm nguyên cái tấm thảm trong đó. Thì thời điểm đó cái thảm đó chị làm 9,5 triệu. Thì đối với chị đó là số tiền mà chị cảm thấy là chị nhận nhiều nhất trong cái quá trình làm đây, vì nó rất là dễ làm so với cái giá đó. Sau này thì mình mới biết được là cái người bạn đó của chị muốn cho chị được tiếp cận với những cái sản phẩm mà nó rất là luxury, để mà mình được điều kiện mình được làm cái đó. Thì sau này mình nhớ lại mình thấy không phải là dễ dàng gì người ta có thể đưa một chiếc xe tiền tỷ như vậy để cho mình làm á. Truyền tải một cái thông điệp nào đó của khách đến tay của một cái bạn làm thiết kế của mình, hoặc là chính bản thân mình làm luôn, thì nó cũng sẽ luôn có những nhầm lẫn giữa kích thước hoặc là màu sắc hoặc là vị trí in logo, hoặc là ban đầu khách thích thế này nhưng sau đó thì khách thích kiểu khác, kiểu ban đầu thì khách thích da cứng, sau đó thì thích da mềm, hoặc là ban đầu thích cái màu nổi nhưng sau đó muốn đổi thành cái màu chìm hơn, thì bên em vẫn bắt buộc phải thay đổi hết để làm hài lòng khách hàng. Thì từ cái suy nghĩ của khách đó, xong rồi người ta diễn tả bằng lời nói, xong đến tay của mình, xong nó biến thành cái suy nghĩ, rồi cái sản phẩm của mình á, thì nhiều khi nó bị tam sao thất bản, nó không giống như là cái người ta suy nghĩ. Nó chỉ giống như cái suy nghĩ của mình thông qua cái lời nói của người ta thôi. Cho nên là khi mà mình đưa cái sản phẩm đó cho người ta kiểu, ủa hình như là tôi không phải, tôi đặt cái này. Nhưng mà đó, cái khó của cái chuyện làm thiết kế nó là như vậy. Thì mình fix ở trên cái sản phẩm cụ thể, nghĩa là ở trên cái sản phẩm sau khi tôi làm ra cho bạn thì có chỗ nào bạn không thích, hay là cần phải sửa đổi cụ thể là như thế nào, hay là cái này hình tròn hay hình vuông,
đổi vị trí cái này lên đây cái kia qua thì mình fix cụ thể ở trên cái sản phẩm mà mình làm ra. Khi mà mình mới bắt đầu thì cái thẩm mỹ của mình nó chưa có được cao á, xong rồi mình nhìn những cái đồ mình làm ra mình nghĩ là nó đẹp, nhưng mà nhiều người á người ta cảm thấy là nó chưa đẹp lắm. Nhân viên người đầu tiên bây giờ không nhớ là ai luôn á, tại vì lâu quá rồi. Thì có một cái bạn làm, bạn đó là IT thì có làm bác thêm ở đây. Thì nhớ ấn tượng về người đó nhất là tại vì bạn đó rất là siêng năng á, mặc dù có một cái công việc khác lương rất là cao rồi, lương 2000, nhưng mà bạn vẫn đến đây làm mỗi buổi như vậy được tầm 4-5 tiếng thôi, nhưng mà rất là yêu ngành da, kiểu như biết là không phải đi làm vì tiền rồi, chỉ muốn đến đây mà ngồi để thư giãn và tập trung thôi. Trong quá trình làm ra một cái sản phẩm nào á thì mỗi công đoạn nó đều khó hết, bởi vì nó là những móc xích với nhau. Thì giống như cắt cũng vậy, nếu em nói nó dễ thì khi mình cắt lỡ nó lệch một tí thì nó sẽ mất đi một mảnh da ngay đó. Nên mỗi công đoạn mà mình làm ra một chiếc ví, công đoạn nào cũng khó, cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Chị thấy là công đoạn nào cũng khó hết á, nếu mà làm nghiêm túc á thì thấy công đoạn nào cũng khó, không có công đoạn nào dễ. Nhưng mà khi mà mình làm xong một sản phẩm thì nó là một cái thành quả mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mọi người ở đây á, ai cũng rất là giỏi hết á. Bình thường mọi người rất là siêng. Thì mình khi mà họ làm sai á, thì mình phải nhớ là những lúc mình cũng làm sai, mà trong khi mình lại là người trực tiếp mình nói chuyện với khách, thì cái thông tin mình sẽ nhận nhiều hơn là các bạn nhân viên nhận lại từ chị. Nên khi mà chị nói ra, nhiều khi chị cũng là người sai sót trước, nên là chị sẽ không có la, nhưng mà sẽ có nhắc nhở. Và nó cũng có nó có những cái quy định riêng á, giống như là mình sẽ được phạm sai lầm một trong một công đoạn, mình chỉ được phạm sai lầm một lần trong một tháng. Còn nếu mà trong một tháng mình có phạm 5 cái lỗi mà 5 lỗi đó nó không giống nhau thì cũng không có bị gì hết. Anh bị một con dao, mà con dao dùng để lạng da á, dao nó rất là bén, thì nó cứa vào tay, cảm giác rất là sợ, tại vì con dao nó bén. Bị ám ảnh luôn em, là mỗi khi anh cầm tới con dao đó là anh bắt đầu nhớ tới cái cảm giác mình bị đứt tay á, xong rồi bị ám ảnh. Nó cũng chỉ là cái miếng đứt tay như bình thường thôi, nhưng mà nếu mà bị đứt tay bởi cái kéo hay là một con dao cắt trái cây á thì mình không sợ bằng đứt tay bằng con dao đó. Chị còn trẻ, cách đây khoảng 5 năm thì những cái vấn đề đến tay mình á, cảm thấy nó rất là bự. Nhưng khi mà tới ngày hôm nay trải qua biết bao nhiêu người rồi, mình gặp bao nhiêu người rồi á, xong mình muốn người ta gắn bó lại với mình thì lúc nào mình cũng phải nhìn lại mình hết. Khi mà mình thấy người ta sai á thì mình phải nhớ lại những khoảnh khắc như vậy mình cũng có sai, chứ không phải là người ta sai mà mình không có sai. Nên là chị không có la nặng, nhưng mà chị sẽ nói với cái thái độ là sẽ không happy lắm. Thì mọi người thấy như vậy thì mọi người cũng không vui và mọi người không làm như vậy nữa. Chứ la thì chị không dám dùng từ la. Có góp ý nhưng mà cái cách góp ý nó sẽ khác bình thường hơn một chút. Cái ngày mà tụi mình OT để kịp hàng cho khách hàng thì có ví dụ giống như những chỗ khác đi, khi mà mình OT thì nhiều khi người chủ sẽ không có ở trên chỗ làm, nhưng mà ở đây thì bất cứ khi nào mình OT thì chị chủ vẫn ở đây với mọi người, làm việc với mọi người, thì mình cảm thấy nó không có sự chia cấp bậc ở trong cái việc làm. Cái lúc mà có những cái đơn hàng gấp mà nó bị vô số lượng á thì thấy mọi người bu lại giúp lòng mọi người gom lại hỗ trợ nhau á, rồi giúp đỡ nhau á, thì thấy cái tinh thần đó, chị không biết ở nơi khác sao, nhưng chị thấy ở đây chị thấy điều đó là khiến chị hãnh diện nhất, bởi vì chị làm cho mọi người đoàn kết với nhau hơn. Chị thấy mọi người lúc nào cũng yêu thương giúp đỡ nhau hết á. Sản phẩm thích nhất hả? Chắc là cái nào anh cũng thích đó, cái nào anh cũng thích nhất á. Tại vì lúc mà mình làm, đúng rồi, mình in xuống nó, mình chìm đắm trong nó, tới lúc mà mình làm xong á thì cái nào mình cũng thích á, chứ không có cái nào thích nhất á. Định hướng của chị thì nó hơi bự so với hiện tại, là chị muốn có một cái hiệu của chị á, nó sẽ cung cấp được cho nhiều cái trong nước mình thôi, nhiều người được sử dụng tới đồ da thật, nhưng mà cái giá của nó không phải cao trên
cao quá so với cái chất lượng của sản phẩm mà chị làm ra. Theo chị thấy thì để mà chị thực hiện được cái ước mơ của chị như vậy thì chị cần phải 5 năm nữa.